Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình wallet để nhận một NFT God nè các bạn. Được con này được chạy trên nền tảng của OKChain các bạn. Thì chương trình này góp này nó còn 19 giờ 21 phút nữa sẽ kết thúc các bạn. Thì các bạn nên cố gắng làm nhanh các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link dưới phần bình luận mình hoặc là join vào kênh Telegram mình để lấy link nha các bạn. Rồi các bạn mở cái link form này ra. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow nè. Twitter nè. Các bạn connect tên tờ Twitter các bạn nha các bạn. Rồi các bạn ứng dụng quy quyền nè các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn bấm vào một lần cái nữa nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào follow nữa các bạn. Trên tờ Twitter nó các bạn theo dõi nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào verify nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 10 tiếp. Rồi tiếp tục bạn follow OKChain nè các bạn. Rồi trên OKChain thì mình follow rồi. Bạn nào chưa follow thì follow nha các bạn. Sau khi follow xong thì bạn bắt up lên nè. Bạn bấm vào verify nè. Tiếp tục các bạn request sẽ tăng 3 người bạn nè. Các bạn bấm vào đây request tiếp nè. Trên tờ Twitter các bạn like nè. Các bạn chỉnh dẫn cho tờ tweet nha các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè. Rồi các bạn tweet đây nè. Sau đó thì bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào verify nè. Sau kỳ với ta mình like lại các bạn. Sorry các bạn đừng có tăng 3 người bạn nha bạn. Các bạn trở về tờ Twitter của tất cả bạn nè. Sao mình bị lừa này hoài trời, mình ngu quá. Nhấp vào anh Mata, mình nhấp vào hồ sơ nè các bạn. Các bạn xóa cái bài tweet này đi các bạn. Rồi các bạn mở vô đây nè. Các bạn bấm vào retweet nè. Các bạn like nè, các bạn test lại nè. Rồi các bạn bình luận cho tất cả các bạn. Bình luận 3, tăng 3 người bạn mình vào nè. Rồi bạn trả lời nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào verify nè. Rồi sau đó các bạn join vào kênh group nè. Trên kênh group nữa thì các bạn join vào nữa các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi trên kênh seller OK mình đã join rồi các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào mục Interrefer này thì các bạn lấy liên kết chia sẻ trong bè và người thân nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ với OKChain nha bạn. Thì các bạn có thể dùng địa chỉ ETH trên dưới chocolate của tất cả các bạn. Hoặc là trên MetaMask các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH của mình nè. Các bạn sao chép đây nè. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào Submit nha bạn. Rồi như vậy là xong rồi các bạn. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận một NFT rock. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.